Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Phải nói rằng những đôi loa Mỹ chỉ cần lên cấu hình là nó đã cảm giác là nó đã có đủ độ phê, độ chất rồi. Và ngày hôm nay thì đặc biệt là anh Phương đang test và chuẩn bị đóng gói một cặp loa PV dòng sản phẩm sản xuất ở Mỹ, Made in USA, với mã sản phẩm là SP2TI. Và thực chất khi mà ghép lên nghe thì đấy là nó phải nói rằng là nó quá hay. Không biết các bác cảm nhận như thế nào, chứ mỗi một lần ghép những đôi loa Mỹ vào thì là một lần chúng ta được cảm nhận thấy những cái chất liệu âm thanh phải nói rằng nó khác biệt rất rất nhiều so với những dòng loa bãi của Trung Quốc. Và đặc biệt ngày hôm nay thì cặp loa SP2TI của PV nó đã thực sự là chinh phục được anh Phương với một bát 40 và một tép kèn. Cái góc mở của tép kèn của nó rất là hay. Nó này nói tóm lại là để mà nghe nhạc và hát karaoke thì em nghĩ rằng quá hợp lý. Đấy. Bởi vì cái tiếng tép nó nhuyễn và nó lan tỏa được rộng khắp ở trong phòng. Cái phễu các bác thấy rằng riêng thằng PV, cái phễu của loa tép kèn bao giờ nó cũng có cái đặc trưng là mở rộng góc, tạo ra những cái góc đặc biệt để tạo ra những cái tiếng tép rất là hay. Và đặc biệt ngày hôm nay thì đôi bát của thằng PV này nó quá đẹp, hồng rực luôn các bác. Các bác chỉ cần nhìn xa các bác đã thấy rồi. Và đây chúng ta thấy rằng cặp loa nó đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Và phải nói rằng là để cặp loa này trong phòng khách, đây Phương ngày hôm nay là ngồi bệt luôn. Bởi vì cặp loa này rất là xinh xắn, ngồi bệt để ngắm nhìn nó. Và thực sự nếu mà nói một cách gọi là văn vẻ một chút là chúng ta thực sự là ngã ngửa và bị chinh phục. Ngồi bệt mê mẩn để ngắm cặp loa Made in USA của hãng PV. Đấy. Thùng thì quá chuẩn. Cặp loa này nó về được mấy hôm rồi nhưng mà cũng rất nhiều bác khách hàng hỏi. Nhưng mà thực ra là để mà bán cặp loa này, thực sự là bán đi cũng cảm thấy tiếc nó. Rất là tiếc bởi vì nó hay lắm. Bây giờ mời các bác thử cùng nghe nhé. Các bác hãy cùng lắng tai nghe xem là cặp loa PV này nó trình diễn như thế nào. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn tới các bác khách hàng đã ủng hộ cũng như đặt hàng tại bên trung tâm điện tử Anh Phương. Và cặp loa này xin thông báo các bác là cặp loa này đang được sở hữu bởi bác Hùng ở 49-32 Nguyễn Văn Yến, đường phường Tân Thái Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bác Hùng rất nhiều ạ. Em đã nhận được 5 triệu tiền đặt cọc của bác rồi. Và các bác mua hàng thì những hàng to như này các bác có thể đặt cọc cho em một chút, gọi là cái cam kết đặt hàng. Đầu xuân năm mới thì cũng kính chúc bác Hùng cùng gia đình, cùng tất cả các bác đang theo dõi video có một sức khỏe dồi dào và có trọn vẹn những cái niềm vui và những hạnh phúc trong một năm mới. Và hãy gọi cho anh Phương với số máy 097-1998-555, một số máy rất dễ thương và rất là dễ nhớ. Và hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất có tại trung tâm điện tử Anh Phương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và hiện tại trong video này thì anh Phương vẫn còn một cặp loa PV nữa, cũng là một cặp loa đời rất cao. Đó là cặp loa PV mã X2. Còn một cặp này giá của nó chỉ có trên 10 triệu đồng một cặp thôi các bác. Hãy gọi cho anh Phương sớm để chúng ta sở hữu những cặp loa Mỹ xịn và chất lượng nhất. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.